Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của em. Thì hiện bây giờ em đang phát sóng và báo giá ba con bò cho anh chị và các bạn ơi. Đây trước mắt cô chú anh chị và các bạn là hình ảnh của ba con bò. Và tình trạng là ba con bò này thì hiện đang mang thai. Ba con bò này tình trạng là đang mang thai. Thì ba con bò này là ba con bò đã sinh sản rồi nha cô chú anh chị và các bạn. Ở đây thì mỗi một con thì đang mang thai được 7 tháng. Ba con nha, mỗi con đang mang thai 7 tháng. Nè, cô chú anh chị và các bạn xem. Bò này là thuộc về dòng bò Bosin và nó là đang bao chữa 7 tháng hết. Tình trạng là ba con này thì con này thì sinh hai con cô chú anh chị và các bạn. Con này là sinh hai con rồi. Còn con chính giữa thì mới sinh có một con thôi. Con này sinh một con lứa đầu. Còn con này thì tình trạng là sinh cũng lứa thứ hai và đang mang thai lứa thứ ba. Ở đây có ba con bò và mỗi một con thì nó sẽ có mức giá như sau. Ở đây ba con bò này thì chủ nhà quyết định bán cho bà con cô bác anh chị với giá là 75 triệu, mỗi một con có giá là 25 triệu cho anh chị các bạn. Ba con có giá là 75 triệu nha. Con này sinh hai con. Con này sinh một con. Và con này cũng sinh hai con. Và tổng ba con bò này ở đây thì nó có giá là 75 triệu ba con. Từ chân móng hình ảnh thì bà con cô bác anh chị chúng ta có thể thấy là bò này thì nó đang mang thai thì cấp mình nó rất là đầy đạm. À, chân móng là của chú anh chị các bạn. Chân móng là móng sò ha. Chân móng là móng sò. Này tổng ba con bò cấp mình thì đầy đạm ha. Và ba con bò này là đều mang thai hết. Mang thai 7 tháng, bao chữa 7 tháng hết nha cô chú anh chị và các bạn nha. Cái này thì con này là sinh hai con, đang mang thai lứa thứ đang mang thai lứa thứ ba nè. Con này đang mang thai lứa thứ ba. Bà con cô bác anh chị chúng ta ai có nhu cầu mua thì chúng ta có thể liên hệ vào số điện thoại của em ha. Ở đây mình nhìn thấy không? Từ cấp mình đó. Chân móng đi đứng thì hoàn thiện hết, không áp xe, không trật lỗi gì nha cô chú anh chị các bạn. Qua thì bự nè. Đây. Mỗi một con có giá là 25 triệu, bao chữa 7 tháng. Ở đây là ba con có giá là 75 triệu nha cô chú anh chị các bạn. Đây, từ chân móng hình ảnh. Mỗi một con là bao chữa 7 tháng hết nha. Cấp mình thì nói chung là rất là rộng. Bò thì con này là mới sanh một lứa thôi. Và con này thì sanh hai lứa nè. Và con này thì cũng sanh hai lứa rồi. À, từ rúng yếm chân móng hình ảnh thì bò này thì bà con cô bác anh chị chúng ta xem à, không áp xe, không đặt lỗi gì hết. Chân móng đi đứng hoàn thiện nè. Con này rúng là rúng chiền nha. Cấp mình rất là đầy đạm, bao chữa 7 tháng. Ba con đều mang thai 7 tháng hết cô chú anh chị các bạn. Và giá của ba con bò này có giá là 75 triệu. Rất là mong sớm nhận được cuộc gọi từ bà con cô bác anh chị để có thể chốt được ba con bò này. Đây, bò này thì nó là những con bò đã sinh sản rồi thì bên chủ nhà sẽ bảo hành cho bà con cô bác anh chị về vấn đề lòi lú hí tử cung, trục trặc sinh sản ví dụ nha. Thì trong mà cái thời gian mà con bò con tới khi mà con bò mẹ nó sanh bò con đó là tới lúc mà con bò con nó lú chân ra thì trong cái thời gian đó mà nếu mà có hiện tượng mà lòi lú hí tử cung hay gì thì anh chủ nhà xin nhận lại và hoàn tiền đầy đủ cho bà con cô bác anh chị ha. Thường thường người ta gọi là lòi đơm á. Ở đây thì em sẽ đứng ra đảm bảo cho bà con cô bác anh chị. Ba con bò này tình trạng của nó là đang mang thai 7 tháng, bao chữa 7 tháng. Hình ảnh chân móng đúng niếm và cấp mình của con bò thì em đều quay cận cảnh cho bà con cô bác anh chị ta xem đầy đủ và rõ ràng hết ha. Ba con bò này thuộc về dòng bò không phải là bò nhỏ con nha. Và chiều cao của những bò này thì nó dao động tầm khoảng từ 1m30 cho tới 1m35. Chân móng nè, mình coi kỹ nha, cấp mình nè. À, rất là rộng và to. Bò này thì thuộc về những con bò tàn sát lớn. Anh chị chúng ta xem và tham khảo, nếu mà cảm thấy thích muốn mua thì mình có thể liên hệ với số điện thoại của em. Ở đây thì chiều cao tại phía sau khu của ba con bò này thì khá là cao to nha. À, bò này không phải là bò nhỏ con của chú anh chị các bạn. Chân móng nè, cấp mình nè, đó, lông da. Con này thì sanh hai con, đang mang thai lứa thứ ba, bao chữa 7 tháng. Con này cũng mang thai và bao chữa 7 tháng nhưng mà nó mới chỉ mang thai lứa thứ hai thôi.
Còn con này mang thai lứa thứ ba nữa nè đó, và con này thì cũng bao chữa 7 tháng nha. Anh chị nào có nhu cầu mua thì chúng ta liên hệ với em. Ba con bò này mỗi một con có giá là 25 triệu, ba con này tổng giá trị là 75 triệu. Bà con cô bác anh chị nào cảm thấy thích muốn mua thì mình có thể liên hệ vào số điện thoại của em 0383 777 696 ha. Bò này thuộc về bò bự con nha cô chú anh chị và các bạn, không phải bò cỏ, bò cốc, bò núi gì nha, nên cô chú anh chị và các bạn cứ yên tâm. Ở đây bàn bò này thì nhìn khung hình cao to đó, đầy đạm, bò này đều mang thai hết, mỗi con bào chữa 7 tháng và chiều cao của nó thì nó cũng tương đối là khá là cao, tầm từ 1m3 cho tới 1m35, con này chắc tầm khoảng từ 1m35 bò nè, à, thấy không? Giá trị của con bò này thì nói chung là cũng tầm trung thôi, cô chú anh chị các bạn. Bò này thì bao chữa và bao khám lại. Thì trong vòng 3 ngày đầu tiên anh chị chúng ta nhận bò thì mình phải nhờ bác sĩ thú y gần nhà thăm khám và thông báo cho em biết cái bò này có thai không. Nếu như mà không có thai thì bên chủ nhà xin nhận lại và hoàn tiền đầy đủ cho bà con cô bác cũng như quý anh chị nha. Ở đây cái nữa là mình sẽ được quyền kiểm tra bò trước khi thanh toán nè. Sẽ được quyền dẫn bò đi tới đi lui, kiểm tra về tình trạng đi đứng của những bò này, hoàn thiện mới thanh toán tiền cho tài đi về. Và đảm bảo cho bà con cô bác anh chị là bò này thì không có áp xe, không trật lỗi gì nha. Đi đứng hoàn thiện ha. À, lông thì nhuyễn, da thì mỏng anh chị xem. Đuôi nè, nói chung là nhìn cái những cái đuôi của những bò này thì nhìn rất là có hậu luôn. À, đuôi thì dài, chân móng thì móng sò. Đó. Rúng nè thì đầy đủ hết nha. Màu lông da thì mình thấy rồi đó. Anh chị nào xem cảm thấy thích muốn mua thì bà con cô bác anh chị chúng ta có thể nhấc máy lên và gọi vào số điện thoại của em 0383 777 696. Bò này thì con nó máy mạnh nè. Con này mang thai 7 tháng này. Nè, tình trạng là đang mang thai lứa thứ ba. À, chân móng nè là móng sò nha. Đi đứng thì hoàn thiện, không áp xe, không trật lỗi gì hết. À, không giá đốm gì nè, cô chú anh chị các bạn xem kỹ và rõ nha. Nếu mà cảm thấy thích muốn mua thì bà con cô bác anh chị chúng ta gọi ngay vào số điện thoại của em. Đây. Ba con bò. Rất cao to luôn ha. Rồi thì bây giờ em sẽ cập nhật cái số đo về chiều cao để cho bà con cô bác anh chị chúng ta xem mà mình ước lượng ra bức tường là cái còn trước khi mà mình chốt những bò này. Chiều cao của những con bò này thì nó dao động tầm từ 1m3 cho tới 1m35 nha cô chú anh chị các bạn. Nè. Con này chiều cao tại phía sau khu là 1m3. Còn con này chiều cao tại phía sau khu là 1m34. À, còn con bên kia thì nó cũng một cỡ với lại con bò này luôn, chắc tầm chiều cao tầm khoảng từ 1m33 1m34 ha. Có ba con bò này chốt giá lại là 75 triệu, bao chữa mỗi con 7 tháng nha cô chú anh chị và các bạn nha. Tình trạng là bao lồi lú hí tử cung thì trong vòng con bò này nó đẻ con thì nó sẽ bảo hành đến khi mặn bò con lú giò ra. Nếu mà có hiện tượng lồi lú hí tử cung thì anh chủ nhà xin nhận lại và hoàn tiền đầy đủ cho bà con cô bác anh chị. Rồi, thì bây giờ em xin kết thúc cái video đây. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Xin thân ái kính chào.